Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời. Quý vị tuổi Canh Dần 1950 năm mạng. Trong quá trình luận đoán thì chúng tôi sẽ chỉ ra diễn tiến cuộc đời của quý vị gia chủ thông qua các phương diện về gia đạo, tình duyên, sức khỏe, giúp cho quý vị chúng ta có được những kinh nghiệm và phương hướng đúng đắn cho tương lai. Chưa kể bản mệnh trong năm nay còn gặp phải những vận hạn lớn và nếu không biết cách hóa giải thì cũng sẽ gây ra những tổn hại rất nhiều. Và cụ thể ra sao thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết để nắm bắt. Xin mời! Gia chủ nam mạng Canh Dần sinh năm 1950, có cung mệnh thuộc cung Khôn, trực Ngụy, Tùng Bách Mộc, cây Tùng, cây Bách, khắc Lộ Bàng Thổ, con nhà Thanh Đế trường mạng, xương con cọp, tướng tinh con heo, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Có thể khái quát tử vi chọn đời nam mạng Canh Dần sinh năm 1950 qua bài thơ sau. Đoán xem số tuổi Canh Dần, người giàu mệt trí, kẻ nghèo khổ tâm. Thuận sinh thì số lại đông, Canh Dần là số vợ chồng đôi ba. Đặng sinh sung sướng vô cùng, có người sai khiến có bồi nấu ăn. Nhưng mà số cũng lạ kỳ, có khi hưng thạnh, có khi điêu tàn. Ra ngoài doanh nghiệp có duyên, quý nhân phù trợ phước trời ban cho. Tính tình ăn ở thẳng ngay, ai mà hiếp yếu xa tay binh liền. Gặp ai thách đố chẳng kiên, giận dữ mất trí như điên sợ gì. Tổng quan, người tuổi Canh Dần thẳng thắn nhưng nóng tính, nên cuộc sống thường vất vả vào lúc trẻ. Bạn phải rất kiên nhẫn mới có thể vượt qua được những khó khăn thử thách cả về công việc lẫn tình cảm để có được cuộc sống viên mãn vào giữa cuộc đời. Hưởng thọ trung bình từ 73 đến 80 tuổi, nếu ăn ở phúc đức thì được gia tăng thêm từ 5 năm trở lên. Tình duyên, đa phần chuyện tình duyên của những người tuổi Canh Dần phải trải qua nhiều lần mới tìm được tình yêu đích thực và trọn vẹn. Nếu bạn sinh vào tháng 5, tháng 7 hoặc 11 âm lịch thì cuộc đời bạn có thể sẽ trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện lương duyên. Nếu bạn sinh vào tháng giêng 3, 6, 8 hoặc 12 âm lịch thì bạn sẽ có 2 lần thay đổi về tình duyên. Nhưng nếu sinh vào tháng 2, 9 hoặc 10 âm lịch thì bạn thật may mắn vì không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên. Gia đạo công danh. Gia đạo của những người tuổi Canh Dần khá rối ren, tình cảm của mọi người trong gia đình có nhiều cách trở, số phải cô đơn, nhờ cậy người xa lạ nhiều hơn người thân. Gia đạo có nhiều phiền muộn, phải yêu mến gia đình, có lòng hướng Phật thì cuộc sống mới gặp may mắn. Đường công danh của những người tuổi Canh Dần sẽ trải qua nhiều biến động, nhưng nhất định sẽ đạt được ý nguyện. Vào năm 18 tuổi và 19 tuổi, sẽ có nhiều cơ hội đến với bạn để bắt đầu phát triển. Đến năm 27 tuổi, sự nghiệp và cuộc sống cũng tương đối ổn định. Bạn nên kiên trì nhẫn nại và có cái nhìn sáng suốt thì mới tìm được đúng hướng đi cho sự nghiệp cũng như tiền đồ của mình. Tuổi Hợp làm ăn. Khi bắt tay vào công việc làm ăn hay buôn bán, bạn cần phải cẩn thận trong việc lựa chọn những tuổi hợp với mình để công việc suôn sẻ, không gặp tổn thất, mất mát. Nếu bạn kết hợp làm ăn với những người tuổi Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Sửu thì nhất định công việc của bạn sẽ rất thuận lợi, đạt được lợi nhuận cao và tránh được những rủi ro không mong muốn. Lựa chọn vợ chồng. Nếu bạn kết duyên với những người tuổi Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Sửu, Nhâm Ngọ, Quý Mão hay Bính Ngọ thì bạn sẽ có cuộc sống giàu sang, phú quý, con cái đủ đầy, gia đình hạnh phúc vì những tuổi này hợp với Canh Dần nam mạng cả về tình duyên lẫn tài lộc. Tuy nhiên nếu bạn kết hôn với những nữ mạng tuổi Tân Mão, Đinh Dậu, Bính Tuất thì cuộc đời bạn chỉ dừng ở mức trung bình mà thôi vì ba tuổi này chỉ hợp với Canh Dần nam mạng về đường tình duyên chứ không hợp về đường tiền tài. Thế nhưng tình cảm vợ chồng vẫn hạnh phúc. Còn nếu bạn kết duyên với những người tuổi Đinh Dậu, Giáp Ngọ, Kỷ Hợi thì cuộc sống của bạn sẽ khá vất vả vì những người tuổi này chỉ hợp một phần về tình cảm mà không hợp về tài lộc và công danh. Vào các năm 18 tuổi, 24 tuổi, 34 tuổi, 36 tuổi và 42 tuổi, bạn không nên kết hôn vì đó là những năm xung khắc. Nếu bạn kết hôn vào những năm này, cuộc hôn nhân của bạn sẽ khó có được kết quả tốt đẹp. Tuổi Đại Kỵ, Ất Mùi, Canh Tý, Tân Tỵ, Đinh Mùi, Quý Mùi, Mậu Thân là những tuổi Đại Kỵ với Canh Dần nam mạng. Nếu Canh Dần nam mạng kết hợp làm ăn với các tuổi này thì dễ dẫn đến thua lỗ thất bại hay mất hết tiền của. Còn nếu kết duyên với các tuổi đó, những người tuổi Canh Dần thường phải chịu nhiều chuyện không vui trong cuộc sống. Gặp tuổi xung khắc trong làm ăn hay kết duyên, tuổi Canh Dần nên xem ngày và năm sao hạn để cúng, thành tâm làm nhiều điều phúc đức thì sẽ giải được hạn. Cụ thể trong năm nay, tuổi 1950 năm mạng gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Đây chính là hung tinh chủ về khẩu thiệt thị phi, nghĩa là liên quan đến lời ăn tiếng nói, dễ vạ miệng, gặp điều tai tiếng tranh chấp liên quan đến công quyền. Chưa kể bị người sau này chiếu mệnh thì còn dễ hao tán tiền của, đa sầu đa cảm, rước bệnh vào người.
Lời khuyên cho bản mệnh là nên tu dưỡng tâm tính, tránh khinh suất, một điều nhịn, chín điều lành. Ngoài ra có thể đeo những đồ trang sức có ba con giáp thuộc tam hợp sẽ giúp hóa nguy thành an, thu hút người tốt và vận khí cát lành đến với mình. Quý gia chủ có thể tham khảo vòng tam hợp quý thần, bộ tuổi, dần, ngọ, tuất để chiêu cầu quý nhân, hóa giải thị phi, hợp tác cùng với các mối quan hệ. Được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với ba viên mã não đỏ, khắc hình ba linh vật dần, ngọ, tuất, mang năng lượng hội tụ, hộ thân, trợ lực hiệu quả cho thân chủ. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long dần ngọ tuất cũng được phải hướng dẫn khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể phát huy được công năng tốt nhất, tương trợ cho từng gia chủ một cách tối đa. Vậy nên quý gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh vòng để cảm nhận được sự linh ứng và hiệu nghiệm. Năm khó khăn nhất, các năm 16 tuổi, 22 tuổi, 26 tuổi, 28 và 32 tuổi là các năm khó khăn nhất của những người tuổi Canh Dần năm mạng. Vào các năm này, sẽ có nhiều chuyện bất lợi, không tốt xảy đến. Bạn nên hết sức thận trọng trong tất cả mọi việc. Trên đây là những năm tuổi đã qua, bản mệnh, hãy chiêm nghiệm xem có đúng không nhé. Còn trong năm nay, phong thủy gia cát cần bản mệnh hết sức lưu tâm về mọi vấn đề bởi tử vi số mệnh chỉ ra năm mạng 1950 gặp phải các vận hạn lớn kim lâu, trực thái tuế và la hầu. Với kim lâu, trạch chủ gặp hạn kim lâu, tức là có tai họa ập đến thì bản thân là người gánh chịu nặng nề. Do đó, bản mệnh nên tích đức, hành thiện, nương nhờ ánh sáng và sức mạnh của Đức Phật để gia công đức và giảm thiểu tai ách rủi ro. Mang theo bát bảo tâm kinh, pháp khí hàng đầu của nhà Phật chính là sự phòng bị tốt nhất. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu sử dụng trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi mà Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực và xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây là vật phẩm có thể giúp cho hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an và may mắn cực hiệu nghiệm cho thân chủ. Hạn trực thái tuế xảy ra khi mà tuổi giáp của bản thân tương trùng với thái tuế lưu niên. Vào những năm này, gia chủ sẽ rất dễ buồn bực, ốm đau, bệnh tật liên miên. Do đó, bản mệnh cần chăm sóc bản thân thật tốt, nhất là trong thời điểm dịch bệnh nhạy cảm, tránh đến nơi có âm khí như đám tang, bệnh viện. Gặp hạn này, nam gia chủ Canh Dần 1950 thỉnh đeo Bát Nhã Tâm Kinh, Bát Bảo Tâm Kinh như đã nói ở trên cũng được trợ lực rất tốt, mang lại bình an và chiêu cầu sức khỏe cho bản thể. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, vào các ngày chẵn, giờ lẻ và tháng chẵn là thời điểm thích hợp để những người tuổi Dần xuất hành. Bạn xuất hành vào những ngày giờ này sẽ đạt được những thành quả tốt đẹp trong công việc làm ăn, gặp nhiều may mắn và mọi sự đều được như ý muốn. Diễn biến từng năm, từ năm 18 tuổi đến năm 25 tuổi. Vào năm 18 tuổi, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách về sự nghiệp, gia đình có nhiều phiền muộn. Năm 19 đến 20 tuổi, sự nghiệp có bước phát triển nhưng về cuộc đời có nhiều biến cố. Vào năm 21 tuổi và 22 tuổi, bạn sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp và thấy rung động trong tình yêu. Vào năm 23 và 24 tuổi, sự nghiệp có chút đi xuống nhưng bạn có thể kết duyên trong năm này để cải thiện tình hình. Đến năm 25 tuổi, sự nghiệp và cuộc sống sẽ tốt hơn. Từ năm 26 đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi, sự nghiệp gặp khó khăn, cần chú ý sức khỏe. Năm 27 tuổi, công việc càng sa sút, cẩn thận trong việc đi lại, cần tiết kiệm chi tiêu, đề phòng lúc cần dùng tới. Năm 28 tuổi có nhiều bước phát triển cho sự nghiệp nhưng phải cẩn trọng trong tất cả mọi việc. Vào năm 29 và 30 tuổi, công danh tài lộc dồi dào. Từ năm 31 đến 35 tuổi, trong khoảng thời gian này, sự nghiệp, công danh và tài lộc của bạn đều có bước tiến vượt bậc.
từ năm 31 đến 32 tuổi, bạn không nên đi làm ăn xa. Năm 34 và 33 tuổi, công việc có nhiều bước tiến mới. Đến năm 35 tuổi, sự nghiệp ổn định, nhưng cẩn thận thân thể vì có kẻ tiểu nhân, ganh ghét, hãm hại. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, công danh sự nghiệp tài lộc lẫn tình cảm đều rất viên mãn, nhất là năm 37 và 38 tuổi. Năm 39 và 40 tuổi, bạn sẽ gặp chút rắc rối nhỏ về sức khỏe và tiền bạc. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, năm 41 và 42 tuổi, gia đạo có nhiều chuyện phiền muộn. Năm 43 và 44 tuổi, cuộc sống yên bình, không có biến động. Đến năm 45 tuổi, bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm cũng như tài lộc. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, năm 46 và 47 tuổi, sự nghiệp và tình cảm không có gì thay đổi, nhưng cần đề phòng bệnh tật vào tháng 6, tháng 7 và năm 47 tuổi. Năm 48 và 49 tuổi có chút xáo trộn trong gia đạo. Năm 50 tuổi là một năm tốt đẹp, an nhàn đối với bạn. Từ 56 đến 60 tuổi, tận hưởng những thứ tốt đẹp nhất mà bạn đã tích lũy được trong cuộc đời và con cháu dành tặng cho bạn. Trong khoảng thời gian này, bạn hãy cẩn thận giữ gìn sức khỏe, đề phòng bệnh tật. Thưa quý vị, như vậy là Phong Thủy Gia Cát vừa luận đoán xong tử vi, chọn đời của năm mạng tuổi Canh Dần 1950. Đặc biệt là xin được nhấn mạnh bản mệnh năm nay gặp hạn. 5 tuổi, trực thái tuế, không phải là ngẫu nhiên mà người ta lại cẩn trọng hơn vào năm tuổi của mình. Vậy nên quý vị hãy lắng nghe thật kỹ những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát để biết cách hóa giải, phòng trừ. Thay vì gặp vận xui, bạn còn có thể nắm bắt được các cơ may rất tốt cho mình. Phong Thủy Gia Cát chúc tất cả quý vị gia chủ chúng ta luôn được bình an, thuận lợi và may mắn.